Em thân mến, chúng ta lại bắt đầu với ví dụ số 2 thuộc chuyên đề điều chế kim loại bằng phản ứng nhiệt luyện. Nội dung của ví dụ số 2 như sau. Khử hoàn toàn một oxit kim loại trong đó chứa 70% kim loại bằng hiro. Khi hòa tan 11,2 gam kim loại điều chế trong axit nitric có nồng độ trung bình thì tạo ra muối nitrat của kim loại có hóa trị 3 và thoát ra 13,44 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và khí này của chúng ta có màu nâu đỏ. Yêu cầu của đề bài cũng gồm có một loạt các yêu cầu như sau, các em chú ý. Thứ nhất, đó là tính khối lượng của oxit kim loại ban đầu. Thứ hai, đó chính là kim loại tạo oxit là. Được chưa nhỉ? Đấy, như vậy có hai yêu cầu như vậy, chúng ta chú ý cho thầy nhé. Vậy thì với cái bài toán này thì chúng ta cần phải lưu ý những dữ kiện như thế nào? Thứ nhất là bài toán này là một bài toán nếu như thoạt nhìn chúng ta cảm thấy nó rất là dài đúng không? Tuy nhiên khi chúng ta xử lý cái bài toán này thì nó lại không dài đến mức thế. Bởi vì sao? Ở trong bài toán này chúng ta nhìn rõ ràng là chỗ này đã có rõ hóa trị rồi. Khi có rõ hóa trị của kim loại thì có nghĩa là chúng ta đã hạn chế được đến mức tối đa việc chúng ta phải lập luận để đưa ra được cái bảng biện luận, được chưa nhỉ? Và cái thứ hai là cái sản phẩm khử ở đây, mặc dù là cái nồng độ của dung dịch axit nitric người ta cho ở đây nồng độ rất là lấp lửng, đó là nồng độ trung bình thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên cái sản phẩm ở đây là 13,44 lít khí màu nâu đỏ, đúng không ạ? Vậy thì khí màu nâu đỏ ở đây chúng ta ngay lập tức chúng ta đã biết được rằng khí màu nâu đỏ là khí gì rồi, đúng nhỉ? À đúng rồi, đó chính là khí NO2. Đấy, chính vì thế nên với cái bài toán này thì thực tế là bài toán này nó là bài toán không khó các em ạ, chú ý cho thầy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Khối lượng oxit ban đầu, đúng ạ? Rồi, chúng ta làm luôn câu A nhé. Câu A. Ở đây chúng ta có là oxit kim loại chắc chắn sẽ có hai thành phần, một thành phần là kim loại và một thành phần thứ hai là oxy, đúng không em? Vậy thì oxit ở đây nó sẽ bằng là kim loại cộng với oxy, đúng chưa nhỉ? Mà kim loại ở đây chúng ta thấy rằng là khối lượng kim loại bao nhiêu rồi? À 11,2 gam. Và nó chiếm ở đây là chiếm 70% kim loại cơ. Đúng ạ? 70% kim loại. Vậy từ đây chúng ta chỉ cần một phép tính thôi, đó là chúng ta lấy 11,2 chúng ta chia cho 70%, đúng không nhỉ? Để ngay lập tức chúng ta có thể ra được cái khối lượng kim loại là bao nhiêu nhá. Là chúng ta chia thử cho thầy nào. 11,2 chia cho 70%. À, nó sẽ là 16 gam. 16 gam. Đúng chưa? 16 gam nhá. Đấy, vậy thì chúng ta đã có luôn đáp án của câu A rồi, đúng không? Vậy đáp án của câu A ở đây chính là đáp án A.